one of this, you can probably make a set. Thì lên sọ lạnh rồi để lên nó lạnh. Lạnh gì mày cũng biết lạnh à hả? Cold, it's cold. Mới ngủ dậy không nãy giờ quậy tinh bánh luôn. Nó ngáp rồi trời ơi. Ngáp thấy thương luôn rồi trời ơi. Rồi ba nói nhập tiệc kìa. Hái chanh xong là nhập tiệc hả? Ba không có nhắc con, ba nhắc cả nhà. Ai hái thôi. Trời ơi, được sai là vinh hạnh. Mới hái chanh cho mẹ. Mới. Tại tao không được sai, tao đâu có vinh hạnh đó đâu. Đó là nước đó là nước giờ nhà. Bóng không? Ai ăn cái gì phải đi hái. Lên nó nước. Còn như soda đâu bỏ gì đâu. Trời ơi. Oh, because I have the movie in the 3 minutes. I still was faster, you said was faster. Nhưng mà nãy đâu có movie phải không? Thì bởi vì mới hỏi đó. Em không biết nhưng mà cái phần em nó lên trước này. Đi đâu đi. Đó lạnh là đang lạnh. Trời luôn cầm cặp với tụi em vậy. Nè mặc áo vô nè. Nãy gì con đó. Đi qua như vậy quá mấy chú ở lại đấy. Em chỉ chụp hình camera nào con không biết nhưng mà camera của con lại lên trước rồi đó. Ủa? Mà đi được mấy nước? Đi tới đâu tới đâu? Đi mấy nước chụp á. Biết, Đức ở đâu nữa? Thụy Điển. Denmark là đang mạch gì? Ok. Rồi gì nữa? Paris nữa không? Pháp không? Là ngay cái tháp Eiffel luôn à, cục đèn tổ ngoại tới bự nhất thế giới hả? Thì cái cục đèn đó là bự nhất thế giới rồi, có cục đèn nào bự hơn nó đâu. Ủa, nhưng mà đi qua bên khối Europe là đi xe lửa hay là đi máy bay hay là đi tàu hay đi? Ờ, đi xe lửa hả? Đi xe lửa bằng lẻ đó, tốc hành lẻ. Nên từ Đức mà qua tới Pháp là cái cost là khoảng bao nhiêu? Là đi nó cứ ngồi xe lửa chạy hoài luôn tới Pháp luôn hả? Nó no, nhưng mà mình có đổi xe lửa vậy không hay là mình ngồi một chỗ thôi? Một tiếng nữa hả? Coi như là nó băng biên giới từ đây qua kia luôn vậy. Ủa nhưng mà lúc mà ngồi băng biên giới vậy đó là nó có xét giống như mình mỗi lần đi passport qua biên giới này kiểu bị xét gì không? Mình ngồi trên xe lửa có xét không? Xét vé thôi vậy. Ồ sướng nhỉ, coi như là khỏi Europe là khỏi cần passport. Coi như là đi xuyến nha rồi. Mình nên đem passport tại vì mình qua cái nước khác chứ sự khác. Tại vì nhưng mà nó không có xét phải không? Nó không xét, nhưng mà ví dụ cũng bố nó có thể nó xét. Oh, I see now. Có gì bé có hả? Nhanh vậy. Wow, tô ba đẹp quá nha. Trong quay ké được không ba? Tô đó đem Việt Nam qua đó. Tô đó là từ Việt Nam qua đó. Hồi xưa Việt Nam mua tô này đem Việt Nam qua thiệt không? Mà không biết từ đâu ra. Bà Lộc ơi, không có ai coi con bà trong kia đó thì cho bà biết. Ồ, còn quốc thủy rau nhiều quá che hết rồi. Bà thất ra một con bên. Không thấy gì luôn rồi. Có quẹt không nãy giờ đúng. Bánh cuốn mà có nem mà ngon á. Dạ. Mà có nem nhiều nữa. Sister. What? Đưa mi tiền. What you want? Nhưng mà lấy cái tô nhỏ đừng làm tô nhiều bự quá. Tô bự quá là hết ăn mấy gì. Bánh cuốn này ngon quá. Ba lấy của thằng nào bự kia sao? Không. Ok. Khỏe. Cái giá nó bị đụng rồi chứ. Nữa không? Nữa, nhiều nước nữa. Chưa? Rồi hết rồi, đứng luôn à. Đứng. Thôi năng luôn đi, che bút lụa của em. Đứng nha. Được rồi. Rồi đứng nha, tự đứng nha.